Sớm thu Hà Nội, những bông hoa ngọc lan đầu mùa thanh khiết, e ấp nếp mình tỏa hương trên các con đường Hà Nội. Nhắc đến ngọc lan, người ta thường nghĩ đến thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, với những phố cổ thâm trầm, những con đường heo may và gánh hàng hoa của người con gái mang theo một thoáng dư hương làm ngây ngất, say đắm lòng người. Người Hà Nội yêu hoa ngọc lan, bông hoa khiêm nhường mà đài các, với nét trắng tinh khôi, nhỏ nhoi, e ấp, giấu mình trong chiếc đài xanh ngăn ngắt với những cánh hoa thuôn dài như bàn tay búp măng của cô thiếu nữ xếp chồng khít lên nhau, e ấp tỏa nhẹ nhàng một mùi hương tinh khiết, thanh tao lan tỏa trong vòm lá. Bâng khuâng đi trong ngõ nhỏ về nhà, phải chăng cây ngọc lan đã đứng đợi ta từ rất xa? Ta cố nhón bước chân thật khẽ, thật chậm để cảm nhận thứ hương tinh khiết ấy. Cánh hoa xao xác làm duyên giữ chân những người qua phố, đặc biệt là những con phố như Chùa Bộc, Kim Liên, nhất là đường Thanh Niên vào những buổi chiều muộn. Ta không thể hững hờ đi qua mà đành dừng chân lại để mà thưởng thức nó. Vô tình, ta mang cả một mùi thơm thoang thoảng của nó suốt chặng đường về. Những con đường lớn ngày càng nhiều các nhà cao tầng mọc lên, những căn nhà cũ còn sót lại, những bông hoa ngọc lan như còn níu giữ những gì Hà Nội cuối cùng còn lại trong ta. Thiên nhiên đã vô tình tạo ra loài hoa ấy và đặt cho nó một cái tên thật là đẹp. Ngọc lan chẳng đã gửi gắm một niềm yêu thương, một niềm hoài cổ. Ngọc lan không rực rỡ như hoa hồng, không nồng nàn như hoa sữa và cũng không kiều diễm như hoa ly. Nhưng hoa ngọc lan lại có một mùi thơm vô cùng quyến rũ và đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác của rất nhiều nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ. Nhưng có lẽ hương ngọc lan, góc phố nơi anh hẹn, cành ngọc lan tỏa bóng mát, tỏa hương bát ngát, sẽ mãi mãi thương anh là thế, và sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn trong giấc mơ. Chính những khoảnh khắc ấy đã thổi nguồn cảm hứng lãng mạn để Vinnie Fulland đặt tên cho đứa con tiếp theo của mình với tên gọi The Jet Orchis, ươm mầm xanh yêu thương trên miền sống thịnh vượng. Vinnie Fulland mong muốn cư dân được chìm đắm trong mùi hương ngọc lan, được hòa quyện trong làn gió mát, theo vào từng dãy phố, đến từng căn phòng, đi vào từng giấc ngủ của mỗi con người sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Tọa lạc tại trung tâm hành chính mới đầy năng động phía tây thủ đô, nhưng được tiếp giáp với cái nôi của tinh hoa văn hóa và sự thịnh vượng khu vực ven hồ Tây Hà Nội, The Jet Orchis là biểu tượng của sự tinh tế hòa nhập vào không gian đô thị hiện đại, là biểu tượng giao lưu giữa ngàn năm văn hiến và sức sống căng tràn của người Hà Nội đang vươn mình mạnh mẽ. The Jet Orchis là nơi kết hợp sự hài hòa lãng mạn của tinh hoa kiến trúc châu Âu thời kỳ hoàng kim với sự hiện đại, tiện nghi của tiêu chuẩn nhà ở thế hệ mới, là nơi cân bằng giữa những giá trị vật chất và giá trị tinh thần. The Jet Orchis nối tiếp tâm huyết đặt xuyên suốt trong các dự án bất động sản mang thương hiệu Vinnie Fulland, đó là mong mỏi mang đến cho quý cư dân một cuộc sống khỏe, cân bằng, trọn vẹn từng khoảnh khắc. The Jet Orchis là đại dự án trong khu vực phía tây Hồ Tây, nằm trên trục đường Nguyễn Hoàng Tôn kéo dài qua đường Phạm Văn Đồng, giao thoa với đường Tân Xuân. Đây là khu vực được mệnh danh là điểm giao lưu của thành phố Hà Nội, khi kết nối thuận tiện bốn hướng thông qua tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn kéo dài hướng về phía bắc, đường Phạm Văn Đồng hướng về phía đông và phía tây, đường Hoàng Quốc Việt dẫn ra khu vực phía nam thành phố. Từ đây, cư dân The Jet Orchis chỉ cần di chuyển 1.500m để tới cầu Thăng Long, 4.500m tới cầu Nhật Tân, 25 phút để tới sân bay Nội Bài cách dự án 21 km, 20 phút vào trung tâm thành phố Hà Nội cách 10 km. Song hành với chủ trương của thành phố Hà Nội đưa toàn bộ trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, các đại sứ quán về khu vực phía tây Hà Nội, mạng lưới giao thông được nâng cấp đồng bộ, trong đó phải kể đến việc mở rộng đường Phạm Văn Đồng từ 56m lên 93m và kết nối đường vành đai 3, xây dựng tuyến đường Phạm Văn Đồng trên cao, dự kiến hoàn thiện vào quý 2 năm 2020. Nối dài đường Nguyễn Văn Huyên song song với tuyến đường sắt đô thị số 2. Không chỉ chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại, khu vực Tây Hồ Tây còn được đầu tư xây dựng hàng loạt các công trình mang tầm cỡ quốc tế như công viên Kim Quy rộng 100 ha,
nhà hát opera hiện đại và cung triển lãm quốc gia dọc trục đường Nhật Tân, Nội Bài. Điều này cũng là điểm nhấn đưa Tây Hồ Tây trở thành nơi giao lưu văn hóa, giải trí trọng điểm. Bên cạnh đó, cách Hồ Tây chưa đầy 3 km, The Jet Orchis thư hưởng trọn vẹn không gian thoáng mát, bầu không khí trong lành có lợi cho sức khỏe. Đồng thời nơi đây cũng có được nguồn năng lượng tích cực, vị thế phong thủy hanh thông thông qua công viên Hòa Bình được nối dài bên bờ sông Hồng của khu vực phía Tây Hồ Tây. Tọa lạc tại vị trí giao thoa giữa một khu vực phát triển lâu đời sầm uất ven Hồ Tây và một trung tâm hành chính mới đang nhanh chóng hình thành, The Jet Orchis tận hưởng những tiện ích đã hình thành nhiều năm và những tiện ích hạ tầng hiện đại được đầu tư mới. Từ đây, cư dân chỉ mất 5 phút di chuyển để cùng gia đình đến dạo chơi trong công viên Hòa Bình cách đó 1.200m và công viên Mai Dịch cách 5.000m. Hệ thống giáo dục, y tế và thương mại tại khu vực này được đầu tư bài bản với quy mô dân cư và tốc độ đô thị hóa của khu vực. Có thể kể đến trường tiểu học và trung học Cổ Nhuế cách 1.500m, trường liên cấp Đoàn Thị Điểm cách 1.100m, trường liên cấp Pascal 3.000m, trường trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm 5.000m, bệnh viện E cách 3.500m, bệnh viện Đa khoa Phương Đông cách 1.900m. The Jet Orchis bao gồm hai phân khu Michelia và Magnolia đối xứng nhau. Phân khu Michelia nằm trên tổng diện tích đất 6,8 ha với hai mặt tiếp giáp tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn kéo dài và Phạm Văn Đồng với mật độ xây dựng 39%. Michelia có 5 tòa nhà cao 26 tầng, 3 tầng hầm. Phía bắc tiếp giáp tuyến đường nối dài Phạm Văn Đồng có mặt cắt đường rộng 60 m. Phía tây tiếp giáp tuyến đường khu vực có mặt cắt là 25 m. Phía đông tiếp giáp tuyến đường Tân Xuân kéo dài có mặt cắt 30 m. Phía nam tiếp giáp đường khu vực có mặt cắt 15,5 m và tiện ích cảnh quan dự án. Phân khu Michelia cung cấp 1.275 căn hộ chung cư với diện tích 67,5 m2 đến 129,5 m2, 104 căn liền kề có diện tích 116 đến 285 m2 và 52 căn biệt thự song lập với diện tích 180 m2 đến 303 m2. Phân khu Magnolia có tổng diện tích 2,1 ha, mật độ xây dựng 38%. Phía bắc giáp đường khu vực có mặt cắt đường 15,5 m, phía nam tiếp giáp đường nội bộ có mặt cắt đường 11,5 m và tiện ích cảnh quan dự án. Phía đông tiếp giáp đường Tân Xuân kéo dài có mặt cắt đường 15,5 m. Phía tây tiếp giáp đường khu vực có mặt cắt đường 18 m. Phân khu Magnolia có hai tòa nhà chung cư cao tầng, trong đó một tòa cao 30 tầng và một tòa cao 23 tầng, cung cấp 901 căn hộ có diện tích từ 60 m2 đến 134 m2 và 53 căn biệt thự liền kề có diện tích từ 90 m2 đến 120 m2. Khu vực cảnh quan cây xanh và tiện ích ngoại khu được bố trí hợp lý giữa các tòa nhà chung cư cao tầng và khu biệt thự liền kề, từ quảng trường, vườn nướng BBQ, sân chơi trẻ em, bể bơi, sân tennis, quảng trường nước và những góc nghỉ ngơi thư giãn trên những con đường xanh màu lá ngọc lan, xen lẫn mùi hương thơm tinh khiết. Bắt nguồn cảm hứng từ vẻ đẹp thanh cao, thuần khiết của hoa ngọc lan, Vimeland đã mang loại hoa ấy về với The Jet Orchis để vẻ đẹp mong manh ấy hiện hữu bên hiên mỗi ngôi nhà, đưa hương thơm len lỏi dịu dàng vào từng góc nhỏ, nhắc nhớ về vẻ đẹp thanh lịch của Hà Nội xưa, thâm trầm, bình yên. Cùng với định hướng phát triển bền vững của thương hiệu, Vimeland lựa chọn khoác lên những dự án mang dấu ấn trường tồn theo thời gian của kiến trúc châu Âu tân cổ điển. Nét lãng mạn, uyển chuyển, tỉ mỉ trong từng đường nét hoa văn, gờ chỉ của kiến trúc Pháp vẫn hiện hữu tại The Jet Orchis. Tuy nhiên, với The Jet Orchis, quý cư dân có thể nhận ra những dấu ấn kiến trúc Gothic đặc trưng, lối kiến trúc đỉnh cao của đất nước Hy Lạp, pha trộn với lối kiến trúc Pháp, trở thành một biểu tượng vĩ đại của kiến trúc nhân loại xuyên suốt chiều dài lịch sử. Nét biến tấu đậm kiến trúc Gothic thể hiện ở những mái vòm vuốt nhọn, nhấn mạnh vào những hình khối theo chiều thẳng đứng, hệ cột mảnh, trần cao, khung cửa sổ mở rộng, kết hợp khéo léo giữa kính và hoa văn điêu khắc đã được tiết giản để mang về vẻ thanh thoát cho công trình. Kiến trúc mái vòng cung đầu nhọn và hệ cửa kính rộng cho phép những căn hộ tại The Jet Orchis tận hưởng tối đa ánh sáng tự nhiên. Khác với những dự án chung cư đã ra mắt trước đây của Vimeland, đặc trưng kiến trúc Pháp chỉ được tập trung ứng dụng tại khối nhà thương mại phía dưới, tối giản chi tiết mặt ngoài phần thân. Tại The Jet Orchis, từng ô cửa sổ được uốn cong đều tăm tắp. Toàn bộ phần mái được lập bằng đá Mascan, duyên dáng trổ ra những khung cửa sổ tầng áp mái.
Việc này đòi hỏi nhiều chi phí và công sức hơn cho quá trình đầu tư xây dựng. Song chính những chi tiết đó giúp Vimefunland truyền tải nguyên vẹn tinh hoa của kiến trúc Gothic vào với văn hóa người Hà Nội. Vươn lên giữa những tòa nhà sừng sững nơi trung tâm mới sầm uất bậc nhất Hà Nội, những tòa nhà The Jet Orchis bao quanh khu vườn thơm hương ngọc lan thanh khiết như những công trình bước ra từ thế giới cổ tích của châu Âu. Hài hòa giữa phong cách kiến trúc uyển chuyển và vững chãi, giữa công năng sử dụng và không gian xanh thoáng đãng, đường nghệ thuật và trong những đường nét thiết kế, The Jet Orchis là một trong những công trình điểm nhấn cho khu vực Tây Hồ Tây. Tại đây, mỗi căn nhà là một tác phẩm kiến trúc tinh tế, sang trọng, đắm mình trong hơi thở của thiên nhiên, hài hòa giữa yếu tố thẩm mỹ và công năng sử dụng. Mọi gian phòng đều tràn ngập ánh sáng tự nhiên nhờ cách bố trí mặt bằng thông minh và những ô kính rộng thay tường, phá bỏ ranh giới cứng của không gian sinh hoạt chung như phòng khách, phòng bếp và phòng ăn. Vimefunland hy vọng mỗi căn nhà tại The Jet Orchis sẽ là cầu nối cân bằng giữa bộn bề công việc và nghỉ ngơi thư giãn, nơi sự tiện nghi và sang trọng hòa vào bản nhạc xanh của thiên nhiên, là nơi trở về bình yên sau mỗi ngày dài bận rộn để tận hưởng trọn vẹn tình cảm gia đình ấm áp, thiêng liêng. Tuân thủ nghiêm ngặt bộ tiêu chuẩn sản phẩm bất động sản mang thương hiệu Vimefunland trong việc nỗ lực kết nối cuộc sống của cư dân với thiên nhiên trong lành, The Jet Orchis bao bọc trong lòng lõi cảnh quan theo phong cách rừng trong phố. Với mật độ diện tích dành cho cảnh quan, đường giao thông lên tới 61%, The Jet Orchis là một không gian kiến trúc nghệ thuật hòa trong sắc xanh tươi của cây cối, nơi mỗi ngôi nhà đều được thiên nhiên ôn hòa bao bọc, mỗi cung đường đều rợp bóng cây xanh mát. Bên cạnh những hàng cây xoài, phượng vĩ và lộc vừng, cùng những khóm hồng trổ bông tươi sắc đã rất quen thuộc trong thiết kế cảnh quan của các dự án mang thương hiệu Vimefunland. Chỉ riêng tại The Jet Orchis, cư dân có thể thưởng lãm sắc hương của hoa ngọc lan yêu kiều. Không chỉ là loài hoa tô điểm cho bức tranh cảnh quan The Jet Orchis, ngọc lan còn được mệnh danh là loài hoa mang mùi hương thanh khiết nhất. Thứ hương thơm có thể giúp xoa dịu lòng người, đưa tâm hồn trở về trạng thái thư giãn, nhẹ nhàng. Từ lâu đã được sử dụng làm hương liệu giúp điều trị căng thẳng, stress. Bên cạnh đó, ngọc lan còn là loài hoa mang ý nghĩa tốt lành trong phong thủy, mang tới những nguồn năng lượng dịu nhẹ, biểu trưng cho sự may mắn. Trồng ngọc lan trước hiên nhà như một cách chào đón may mắn đến với mỗi gia đình. Là một sản phẩm bất động sản mang thương hiệu Vimefunland, The Jet Orchis hội tụ đầy đủ các tiện ích nội khu theo tiêu chuẩn riêng có của Vimefunland, mang đến một cuộc sống khỏe mạnh và tiện nghi. Vimefunland bố trí số lượng thang máy theo mật độ chuẩn 64 căn hộ một thang máy. Mỗi tầng của tòa nhà là 11 căn hộ, tiếp cận với 4 thang máy mang thương hiệu Schindler hoặc Mitsubishi tốc độ cao, giúp cư dân đi lại an toàn, nhanh chóng, thuận lợi, giảm thiểu ách tắc giao thông trong tòa nhà, nhất là vào giờ cao điểm. Hệ thống sảnh chờ thang máy thiết kế sang trọng, kết nối đồng nhất với sảnh đón khách trong từng tòa nhà. Nhằm duy trì chất lượng sống của cư dân, xây dựng một cộng đồng văn minh, gắn kết, mỗi tòa nhà tại các dự án đều bố trí sảnh đón khách và sinh hoạt chung cho cư dân thuận tiện trong việc đón tiếp bạn bè tới chơi, tổ chức các buổi gặp mặt hay các hoạt động của cộng đồng dân cư. Vimefunland hy sinh diện tích tầng hầm để đặt bể nước dung tích 2.230 m³ tại tầng hầm 2 và tầng hầm 3, một bể 900 m³ và một bể 1.330 m³. Các bể nước trên mái dung tích 230 m³ để cách ly nguồn nước sinh hoạt của cư dân với các yếu tố dễ gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt. Bên cạnh đó, mỗi căn hộ đầu tư một máy lọc nước tại vòi thương hiệu Kangaroo hoặc Carofi. Hệ thống xử lý nước thải đa lớp dẫn trực tiếp từ mỗi căn nhà theo một đường ống riêng tới trạm xử lý nước thải đặt tại vị trí sát mặt đường hoặc đường nội khu dự án. Từ đó, nước thải được tiếp tục dẫn ra hệ thống xử lý của thành phố. Bên cạnh đó, Vimefunland đã đầu tư công nghệ xử lý nước thải AO của Nhật Bản với công suất quy bằng 180 m³ một ngày đêm cho phần thấp tầng, 700 m³ một ngày đêm cho phần cao tầng và 970 m³ một ngày đêm cho phần hỗn hợp. Hệ thống xử lý nước thải và nước mưa cũng được bố trí ở những vị trí tách biệt, cách xa nhà ở của cư dân, sau đó đi thẳng ra hệ thống hạ tầng xử lý nước thải của thành phố bằng đường ống dẫn riêng, tránh gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt. Đồng thời, để tạo ra một cuộc sống tiện nghi nhất, Vimefunland đã đưa ra giải pháp để giải quyết nhiều vấn đề đang là nỗi trăn trở cho cư dân trong các khu chung cư,
như lắp đặt hệ thống tách mỡ, chống gây tắc hệ thống thoát nước. Đối với hệ thống thiết bị vệ sinh trong mỗi căn nhà, Vimy Foodland đã sử dụng thiết bị American Standards tráng men công nghệ mới, phòng tránh vi khuẩn bám lại bồn cầu hoặc chậu rửa, ngăn ngừa nhiễm khuẩn nguồn nước sinh hoạt, tiết kiệm nước tối đa. Với việc trang bị hệ thống xử lý nước thải, thiết bị vệ sinh đồng bộ, Vimy Foodland đảm bảo mang đến cho cư dân nguồn nước sinh hoạt an toàn, loại bỏ mọi nguy cơ ô nhiễm do nước thải. Được kiểm soát nghiêm ngặt tại các khu nhà cao tầng, thay vì thu gom rác thải bằng ống thông tại các tầng gây ô nhiễm, mùi và khó vệ sinh, sau đó rác được vận chuyển bằng thang máy. Vimy Foodland bố trí tại mỗi tầng một phòng để rác với diện tích 7m², trong đó 4m² cho phòng đệm, 3m² cho phòng rác, được thiết kế theo cấu trúc phòng đệm để ngăn khử mùi, tiếp đến là phòng rác. Đội ngũ vệ sinh chuyên nghiệp làm nhiệm vụ định kỳ 3 lần một ngày để làm sạch thang rác tại khu cao tầng hay thu gom rác thải sinh hoạt của từng căn hộ thấp tầng, hạn chế tối đa tình trạng lưu trữ rác thải trong khu vực sinh hoạt. Cư dân The Jet Orchids có thể giải tỏa hoàn toàn nỗi lo về việc thiếu chỗ đỗ xe khi Vimy Foodland xây dựng 3 tầng hầm để xe thông minh cho căn hộ chung cư và bãi đỗ xe công cộng cho nhà ở thấp tầng, hoặc các khu tích hợp giữa khu nhà ở thấp tầng và khu nhà ở cao tầng, thì hệ thống đỗ xe được đặt ở khu nhà cao tầng, đảm bảo cung cấp cho mỗi căn hộ, mỗi biệt thự thấp tầng một chỗ đỗ xe ô tô. Việc quản lý xe ra vào hầm và bãi đỗ xe cũng được hiện đại hóa với hệ thống thẻ từ và chỉ đường tự động. Không chỉ vậy, Vimy Foodland đã đầu tư họng hút mùi, hút khí tự nhiên và thông gió cưỡng bức theo tiêu chuẩn 3.000 mét khối một họng với công suất 43.000 mét khối một ngày đêm, giải quyết hoàn toàn vấn đề thiếu không khí, không gian ngột ngạt, bức bối tại tầng hầm. Đảm bảo các yêu cầu về phát hiện cháy nhanh, truyền tín hiệu rõ ràng và đảm bảo độ tin cậy. Tại 3 tầng hầm trang bị hệ thống chữa cháy tự động, bao gồm các đầu phun nước sprinkler quay lên, hệ thống đầu phun drencher cho đường ram dốc và màng ngăn phân chia khu vực tầng hầm và hệ thống hộp chữa cháy vách tường kích thước 1200x700x200mm. Các hộp đựng bình chữa cháy kích thước 500x600x250mm. Tầng 1 đến tầng 2 trang bị hệ thống chữa cháy tự động, bao gồm các đầu phun nước sprinkler quay xuống và hộp họng chữa cháy vách tường kích thước 1200x700x200mm. Hành lang từ tầng 3 đến 25 trang bị đầu phun nước tự động loại quay xuống tại khu vực hành lang. Các căn hộ chung cư được trang bị đầu phun nước quay ngang tại vị trí cửa căn hộ, mỗi cửa một đầu phun. Trong căn hộ chỉ có đầu báo nhiệt tại khu vực bếp. Hành lang ngoài căn hộ bố trí 20 đầu phun một tầng, một tòa, tương đương 12m² một đầu phun. Mỗi hành lang trên một khu vực được trang bị 3 hộp chữa cháy vách tường kích thước 1200x700x200mm. Lượng nước tính cho mỗi họng là 2,5 lít một giây. Tâm của họng chữa cháy đặt ở độ cao 1,25 mét so với mặt sàn. Mỗi họng chữa cháy trong tòa nhà được đặt van khóa, lăng phun nước và cuộn vòi mềm có đủ độ dài theo tính toán và được bố trí. 150 bình chữa cháy xách tay bằng bột ABC loại 4kg. 98 bình chữa cháy xách tay bằng khí CO2 loại 3kg. Lắp đặt 4 trụ, 16 họng tiếp nước chữa cháy được bố trí bên ngoài tòa nhà với cao độ trụ tiếp nước tính từ kim lượng van đến mặt nền hoàn thiện là 800mm. Mỗi tòa nhà có 2 thang bộ thoát hiểm. Cửa thoát hiểm được làm bằng thép chống cháy có giới hạn chịu lửa tối thiểu 70 phút đến 120 phút. Các hành lang tầng, không gian chung, phòng chờ, sảnh và buồng thang bộ không có chốt khóa để có thể mở được cửa tự do từ bên trong mà không cần chìa. Đối với các buồng thang bộ, cửa ra vào phải có cơ cấu tự đóng và khe cửa phải được chèn kín. Các cửa trong buồng thang bộ mở trực tiếp ra ngoài không có cơ cấu tự đóng và không cần chèn kín khe cửa. Cửa của lối ra thoát nạn từ các gian phòng hay các hành lang phải là cửa đặc, được trang bị cơ cấu tự đóng và khe cửa phải được chèn kín. Các cửa này nếu cần để mở khi sử dụng phải được trang bị cơ cấu tự đóng khi có cháy. Hành lang khu căn hộ được trang bị đầu báo khói địa chỉ. Các căn hộ chung cư được trang bị đầu báo nhiệt thường tại phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ. Tầng 1 đến tầng 2 trang bị hệ thống báo cháy tự động, bao gồm các đầu báo nhiệt, khói địa chỉ trải đều theo yêu cầu kỹ thuật trên mặt bằng tầng. Tầng hầm 1, 2, 3 trang bị hệ thống báo cháy tự động, bao gồm các đầu báo cháy thường kết hợp đầu báo địa chỉ. Thiết bị vật tư sử dụng trong hệ thống báo cháy tự động theo tiêu chuẩn EN-VDS của châu Âu, bao gồm 2 tủ trung tâm 8 lúp và các đầu báo cháy nhiệt, khói địa chỉ. Tại hành lang, các vị trí cửa thoát nạn trên các tầng và tầng hầm
được trang bị hệ thống đèn exit, sự cố phù hợp với tiêu chuẩn đảm bảo yêu cầu thoát nạn. Để đảm bảo chất lượng thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy, chủ đầu tư các dự án đã thuê đơn vị tư vấn giám sát độc quyền Atelia đến từ nước Pháp thực hiện quá trình giám sát thi công công trình, lập biên bản nghiệm thu cho từng hạng mục hoàn thành và sửa chữa những khiếm khuyết trong quá trình thi công đối với hệ thống phòng cháy chữa cháy. Các dự án trước khi bàn giao nhà ở cho người dân vào ở. Các dự án trước khi bàn giao nhà cho người dân vào ở, hệ thống phòng cháy chữa cháy sẽ được nghiệm thu bởi các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và sẽ cung cấp cho người dân chứng nhận về phòng cháy chữa cháy của tòa nhà chung cư khi bàn giao nhà. Đơn vị quản lý vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế Savills Việt Nam sẽ thực hiện công bố, công khai giấy chứng nhận về phòng cháy chữa cháy của các dự án trên các phương tiện truyền thông để người dân được biết. Trong quá trình hoàn thiện căn hộ cao tầng, khu biệt thự thấp tầng cũng như hoàn thiện hệ thống hạ tầng cảnh quan để đảm bảo chất lượng thi công đúng thiết kế, đúng quy chuẩn, Vinmeculand yêu cầu các chủ đầu tư mời Savills Việt Nam cùng tham gia giám sát những sai sót phát sinh trong ngày và yêu cầu các nhà thầu xử lý ngay. Bên cạnh đó, quản lý vận hành tòa nhà, nếu xảy ra bất kỳ sự cố hay hư hỏng nào, đơn vị quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế Savills Việt Nam sẽ thông báo cho nhà thầu. Sau 24 giờ từ khi nhận thông báo, nhà thầu sẽ cử kỹ sư xuống xem xét thực tế tại hiện trường cùng với đơn vị quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế Savills Việt Nam để xác định nguyên nhân và mức độ sự cố. Trường hợp sự cố cần sửa chữa ngay sẽ được thực hiện trong 24 giờ và chỉ được đơn vị quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế Savills Việt Nam nghiệm thu chấp nhận, việc sửa chữa mới hoàn thành và tiếp tục đưa vào sử dụng. Đơn vị quản lý vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế Savills Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn cho người dân các kỹ năng phòng tránh khi xảy ra hỏa hoạn. Song song với việc tập huấn, người dân phải có ý thức trong việc phòng cháy chữa cháy như không hút thuốc lá ở tầng hầm để xe hoặc hành lang chung cư. Có thể nói, đây là các quy định mang tính tuân thủ bắt buộc về tiêu chuẩn của hệ thống phòng cháy chữa cháy đối với các dự án chung cư cao tầng do Vinmeculand phát triển. Hệ thống dịch vụ tập gym, spa, The Jet Orchis là một không gian sống đẳng cấp với mọi tiện nghi sẵn sàng ngay ngưỡng cửa nhằm phục vụ nhu cầu về chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Cư dân tại các dự án có thể thuận tiện sử dụng các dịch vụ spa và phòng tập thể hình hiện đại ngay trong nội khu dự án. Được đầu tư một cách đồng bộ tại các dự án mang thương hiệu Vinmeculand sẽ mang đến cho cư dân sinh sống trong căn hộ, nhà liền kề một cuộc sống vô cùng tiện nghi, hạnh phúc thông qua các dịch vụ và tiện ích cao cấp có trong dự án. Một trong đó không thể không nhắc đến các chuỗi phòng tập gym và spa, cùng với đó là những dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các dịch vụ làm đẹp hiện đại, an toàn và chất lượng, mang đến cho cư dân một không gian luyện tập chuyên nghiệp, cùng với đó là hệ thống phòng tập được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại, khoa học, an toàn. Đặc biệt hơn, với đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm và được huấn luyện một cách bài bản, sẽ giúp hướng dẫn bạn tập luyện đạt kết quả như mong muốn. Với mong muốn mang lại vẻ đẹp trẻ trung, dẻo dai và hấp dẫn cho phái nữ, dịch vụ spa ra đời với mục tiêu phục vụ cho những khách hàng sử dụng căn hộ mang thương hiệu Vinmeculand. Không chỉ dừng lại ở đó, tại dự án còn có các câu lạc bộ yoga nhằm phục vụ cho những ai có nhu cầu với các bài tập và động tác từ đơn giản đến phức tạp, dành cho người mới học yoga cho đến những người đã theo bộ môn này nhiều năm. Các bài tập yoga rất đa dạng, thích hợp với thể trạng, sức khỏe của người tập. Bên cạnh đó là sự theo sát của các huấn luyện viên đảm bảo bài tập phù hợp với trình độ và thể trạng sức khỏe của từng người, tránh gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe. Là sản phẩm bất động sản phát triển bởi Vinmeculand, thương hiệu bất động sản của tập đoàn dược phẩm Vinmedimex được thừa hưởng kinh nghiệm, cái tầm của một doanh nghiệp đã gắn bó với ngành y dược từ năm 1984 đến nay. Bởi vậy, tại tầng 1 của tòa nhà cao tầng được bố trí một phòng khám hoạt động theo mô hình y học gia đình và siêu thị thuốc mini thuộc Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cơ sở 2 đạt tiêu chuẩn hạng nhất, quy mô 550 giường. Hệ thống phòng khám bác sĩ gia đình đặt tại dự án và hoạt động với mục tiêu phòng bệnh, hỗ trợ phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh tại phòng khám và tại nhà cho cư dân The Jet Orchis. Trong nội khu The Jet Orchis cũng được bố trí một siêu thị thuốc mini thuộc hệ thống của Vinmedimex, bán hàng trực tiếp tới người bệnh và phục vụ 24/7. Một trong những điều góp phần tạo nên uy tín và thương hiệu của Vinmeculand chính là việc tập trung vào yếu tố giáo dục. The Jet Orchis đã dành 3.030 m², có vị trí nằm phía tây giáp được khu vực 17.5 m, phía bắc giáp tòa cao tầng H1, phía đông giáp tòa H3, phía nam giáp được khu vực 17.5 m với mật độ xây dựng 40%, tầng cao 3-5 tầng để xây dựng trường tiểu học cơ sở. Theo quyết định chủ trương đầu tư số 2562
QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quy định, chủ đầu tư sau khi giải phóng mặt bằng, thi công và hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh ô đất, chủ đầu tư bàn giao trường tiểu học cho Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm để sử dụng làm trường công lập. Đây chính là điểm cộng của dự án về hệ thống giáo dục tiểu học công lập được đặt tại vị trí trung tâm dự án, giúp cho các bậc cha mẹ không phải mất thời gian đưa đón con đi học, tiết giảm chi phí học hành cho con cái. Đối với trường mầm non, được chủ đầu tư bố trí tại tầng 1, 2, tòa H1 trên diện tích 1.130m², giúp cho cư dân nhí tìm thấy niềm vui và hứng khởi trong học tập. Các bậc cha mẹ có thể hoàn toàn yên tâm khi con em mình vừa được sống trong một môi trường xanh, sạch, lại vừa được học tập trong một môi trường lý tưởng ngay chính nơi mình đang sống. Giải quyết nỗi lo về chất lượng đường truyền Internet tại chung cư cao tầng, The Jet Orchis sử dụng hệ thống cáp quang SM từ nhà cung cấp dịch vụ được kéo tới ODF 144 port tại tủ trung tâm tại phòng kỹ thuật thông tin liên lạc tầng hầm 1. Từ giá đấu quang chính này, cáp quang SM nhiều lõi được kéo tới giá đấu quang trung gian tại các tầng để cấp cho các đơn nguyên. Khối trung tâm thương mại, cáp quang SM 24 sợi được kéo tới giá đấu dây trung gian ODF 48 port tại phòng kỹ thuật tầng tại mỗi trục của các đơn nguyên. Hệ thống mạng Internet được chờ tại giá đấu dây trung gian tầng. Chủ đầu tư thứ cấp sẽ kéo cáp từ tủ đấu dây trung gian này. Khối căn hộ, cáp quang SM 24 sợi được kéo tới giá đấu dây trung gian ODF 48 port tại phòng kỹ thuật tầng tại mỗi trục của các đơn nguyên. Các căn hộ của hai tầng được kéo về ODF 48 port của tầng dưới. Mỗi căn hộ được bố trí một nút quang chờ và modem quang cáp UTP CAT 6.4P được kéo modem quang này tới các nút mạng trong các phòng chức năng của mỗi căn. Băng thông trên mỗi thuê bao 100MB, 1GB. Tăng băng thông tạm thời cho các thuê bao đơn giản. Số thuê bao bị ảnh hưởng khi có lỗi ít. Thời gian xác định lỗi nhanh. Khả năng bị nghe lén rất thấp. Độ tin cậy của đường cáp đến thuê bao cao. Chi phí triển khai cao do mỗi thuê bao là một sợi quang riêng. Chi phí vận hành thấp. Chi phí nâng cấp thấp. Do đặc tính điểm đến điểm nên việc nâng cấp 11 băng thông đơn giản. Chẳng hạn chỉ cần thay thế thiết bị đầu cuối CPE. Đơn vị quản lý, giám sát thi công dự án để đảm bảo chất lượng công trình theo tiêu chuẩn quốc tế và tiến độ thi công, bàn giao nhà đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng. Vimy Foodland đã lựa chọn tập đoàn Atelia đến từ nước Pháp là đơn vị độc quyền, đóng vai trò là đơn vị quản lý dự án và giám sát thi công dự án. Vimy Foodland áp dụng công nghệ BIM từ giai đoạn tạo dựng mô hình 3D cho đến việc dùng mô hình đó trong giai đoạn thiết kế, hồ sơ bản vẽ, thi công, quản lý khối lượng, lập biện pháp, an toàn lao động và quản lý tòa nhà, bảo trì các thiết bị cơ điện nước xuyên suốt vòng đời của công trình, giúp dự án được chuẩn bị chuyên nghiệp, nhận định và dự báo tất cả các vướng mắc, khó khăn để xử lý trước khi xảy ra, đẩy nhanh tiến độ và chất lượng thi công. Công nghệ BIM là một trong những bước tiến lớn trong ngành xây dựng, mang yếu tố cách mạng trong việc thiết kế, xây dựng và quản lý dự án. Mô hình đang dần trở thành một trong những yếu tố quyết định sự tăng trưởng của các nhà thầu trên thế giới. Mô hình BIM giúp nhà thầu tạo ra mô hình 3D của các dự án với đầy đủ các thông tin của từng chi tiết nhỏ nhất. Việc cập nhật luôn diễn ra liên tục, đồng bộ trong suốt quá trình triển khai. Hệ thống quản lý vận hành dự án theo tiêu chuẩn Savills Việt Nam. Vimy Foodland thấu hiểu, để duy trì chất lượng dài lâu cho các dự án, cần có một tổng chỉ huy chuyên nghiệp quản lý tòa nhà, bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chăm sóc từng hàng cây, thảm cỏ. Và Savills Việt Nam được lựa chọn độc quyền là đơn vị quản lý, đồng hành cùng cư dân, tận tụy chăm lo cho không gian sống của cư dân theo tiêu chuẩn mà Vimy Foodland đã định vị. Savills Việt Nam cũng là đơn vị chịu trách nhiệm giám sát an ninh 24/24 giờ cho toàn dự án thông qua hệ thống camera an ninh và đội ngũ bảo vệ được đào tạo bài bản, không chỉ ngăn chặn tình trạng mất cắp, hành vi thiếu văn minh mà còn như những người bạn tận tâm bảo vệ tài sản của cư dân như của chính mình, coi an toàn của cư dân như an toàn của người thân. Hòa vào dòng chảy vội vã của đô thị, biết bao xúc cảm, cảm hứng cho sáng tạo, phát triển và đột phá đã vô tình bị quên lãng nhiều năm. Và Vimy Foodland hiểu rằng không cần điều gì xa hoa, đẳng cấp mà bằng nguồn cảm hứng ấy có thể được khơi dậy và nuôi dưỡng bởi những khoảnh khắc. Cuộc sống lướt qua nhẹ nhàng khi nhận ra trời đã vào thu, một chút nhớ thương theo gió heo may về đã mở những cánh hoa ngọc lan đầu mùa trước mỗi ngôi nhà. Hương hoa theo gió vào mọi ngóc ngách của tâm hồn, vào miền bâng khuâng đã từ lâu khép lại hẹn hò. Những chiếc lá mượt mà lay lay trong nắng, màu xanh non tơ mềm mại, không là màu biêng biếc của lá non,
cũng không xanh thắm của lá già. Lá ngọc lan xanh trong thanh xuân, không bắt đầu cũng không kết thúc, cứ mơn man hở hững mà đem sức sống vĩnh cửu cho vô vàn những loài hoa. Chính những điều thân thuộc, ngọt ngào, những khoảnh khắc hạnh phúc giản dị ấy sẽ in sâu trong tâm trí mỗi người, trở thành nguồn động lực để mỗi sáng thức dậy sẵn sàng đón nhận những cơ hội, những thách thức trong đời. Bởi lẽ cuộc sống dẫu có bao lo toan, tâm hồn dẫu không thể tránh khỏi những khi mệt nhoài sau những ngày dài mệt mỏi, hãy tìm về với khung cảnh thân quen, tìm về nơi góc phố có ngôi nhà của mình ở đó, để thả mình trong bóng mát và tỏa hương bát ngát, để thấy mọi ưu phiền tan biến mỗi khi trở về với tổ ấm của riêng mình, của The Jazz Orchids. The Jazz Orchids, ươm mầm xanh yêu thương trên miền sống thịnh vượng.